Vâng thưa quý vị, và tiếp theo chương trình cũng là một cặp đôi song ca. Có thể nói rằng là đôi cặp đôi song ca này hát vô cùng ăn ý, mà ăn ý nhất từ trước đến nay mà tôi đã từng gặp. Chúng ta cũng dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón tiếng hát của chị Mèo Phiêu Lưu Ký và một người bạn của chị với ca khúc được mang tên Chim Trắng Mồ Côi. Xin mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe. Là hát dở nhất chứ không phải hát hay nhất. Chim này là chim trắng, chim chưa dậy thì. Thank you.
đường con đã vô trời Xin cảm ơn tiếng hát của chị Mèo Fluky và một người bạn của chị rất nhiều. Kính thưa quý vị, có thể nói rằng là MC Quang Lượng đứng sân khấu làm MC tính đến nay đã hơn 10 năm rồi. Mà phải nói rằng không có một đôi nào hát cái bài hát Chim Trắng Mồ Côi lại hay như chị Mèo Fluky và người bạn của chị. Chúng ta dành một tràng vỗ tay thật lớn để tặng cho hai người đi ạ.